Thưa quý vị, nói đến những nét đặc sắc độc đáo của vùng đất Tây Nguyên là nói đến không gian văn hóa cồng chiêng, những ngôi nhà rông, nhà dài cùng các loại nhạc cụ, làn điệu dân ca hay những bộ trang phục truyền thống đặc trưng. Trong quá trình giao thoa văn hóa giữa các vùng miền, không gian văn hóa ấy đã được phục dựng tại một địa phương để người dân có dịp chiêm ngưỡng. Huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có một không gian văn hóa Tây Nguyên thu nhỏ như thế để phục vụ những người yêu mến và muốn tìm hiểu những nét độc đáo của văn hóa Tây Nguyên. Vùng đất Tây Nguyên rộng lớn, hùng vĩ, có nhiều dân tộc anh em sinh sống. Văn hóa của người dân Tây Nguyên là những nét đặc sắc riêng có, từ hình ảnh, những bộ trang phục truyền thống, âm thanh cồng chiêng hay những lễ hội mang đậm văn hóa cộng đồng. Đặc biệt hơn còn là sự hiếu khách, thân thiện. Và may mắn hơn là quý khách sẽ được ăn cùng mâm, ngủ cùng nhà với già làng, được chiêm ngưỡng những bộ trang phục và đồ trang sức đẹp nhất, quý nhất và say trong men rượu cần ấm nồng để thẩm thấu được cái chất, cái hồn văn hóa tuyệt vời ẩn chứa trong lòng Tây Nguyên. Và thi thoảng tiếng chim lại cất lên, hòa cùng với tiếng gió xôn xao, lẫn trong tiếng cồng chiêng, đem đến nơi đây một không gian yên bình. Và ngay bây giờ đây thì Lan Khách đang được gặp gỡ với một bạn hướng dẫn viên tại khu du lịch sinh thái Bungaring. Bạn có thể giới thiệu về mình được không? Chào chị Lan, em tên là Hy, em là dân tộc ED và em sinh sống tại Đắk Lắk. Hiện tại thì em đang là hướng dẫn viên du lịch ngay tại khu du lịch sinh thái Bungaring. À, vậy đến đây thì chị cũng rất muốn được tìm hiểu những nét đặc sắc độc đáo của văn hóa đồng bào Tây Nguyên. Thì có thể giúp đỡ chị không? Dạ được ạ. Trong văn hóa của người ED, đàn ông phụ nữ sẽ có trang phục truyền thống riêng. Trang phục truyền thống của phụ nữ ED gồm váy tấm, áo chui. Áo chui có thiết kế khá đặc biệt, trên nền áo màu chàm hoặc đen được trang trí bằng các đường viền, kết hợp với dải hoa văn nhỏ bằng sợi màu đỏ, trắng, vàng ở cổ áo, bả vai, cánh tay, cửa tay và gấu áo. Váy tấm của phụ nữ ED mặc là các tấm vải choàng được quấn quanh eo thành nhiều vòng và được cố định lại với nhau bằng các sợi dây. Váy dài chạm đến gót chân của người phụ nữ tạo nên sự kín đáo. Qua lời giới thiệu của bạn Hy, được biết để có được bộ trang phục truyền thống này, người thợ phải mất từ 2 đến 3 tháng ngồi dệt. Sự kỳ công cùng với sự khéo léo của người phụ nữ đồng bào đã tạo nên một giá trị riêng cho những bộ trang phục dân tộc truyền thống này. Trưng là biểu tượng người đồng bào Tây Nguyên. Và khi những người trong gia đình họ chạm khắc cái bức tượng này thì họ phải có chiến tích, họ phải săn được những loại con thú đấy thì họ mới được chạm khắc vào trong chính cái ngôi nhà của mình. Okay.
Và bây giờ em muốn giới thiệu với chị, đây là bộ bàn ghế Kapang. Là bộ bàn ghế để mà những người ở trong gia đình họ tiếp khách. Và những bộ bàn ghế này thì sẽ được để ở trong nhà khách. Và bàn ghế này hồi xưa có chiều dài từ 6 đến 7 mét. Và bây giờ tụi em đã cách tân và cắt nó ra thành chia ra sẽ là 15 người ngồi. 15 người ngồi dạ. Trên một bộ bàn ghế này. Dạ đúng rồi. Và cái nhà sàn dài này nó cũng có một huyền thoại đặc biệt. Và cái tên huyền thoại đấy được người ta gọi là nhà sàn dài như tiếng chiêng ngân. Thì vì sao mà người ta lại nói như thế? Đó là khi mà chúng ta gõ bộ chiêng ở ngay đầu nhà thì cuối nhà sẽ còn nghe tiếng rất là nhỏ. Và khi chúng ta ra ngoài thì chúng ta sẽ không còn nghe thấy tiếng chiêng đấy nữa. Khi họ gõ cái bộ cồng chiêng đấy thì giống như là cái cách mà họ đo đạc cái nhà sàn dài. Cảm ơn Hi vì những câu chuyện rất là thú vị. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ... Cụ truyền thống của đồng bào Tây Nguyên tại nhà rông của người Ba Na. Thì nhân vật trải nghiệm, phóng viên Lan Quách quay trở lại với nhà dài của đồng bào Ede, nơi có căn bếp đỏ lửa đang chờ để thưởng thức những món ăn đậm đà bản sắc của núi rừng Tây Nguyên. Xin chào Hi. Chúng mình lại gặp nhau ở trong căn bếp của đồng bào. Chị sẽ nướng luôn cái cơm lam này được không? Dạ được. Và Hi ơi, chị thấy là cái cách nướng gà này rất là đặc biệt ấy. Em có thể chia sẻ không? Cái cách nướng gà đây là được xõ bằng những cái cây tre và được cột lại bằng những cái dây tre đan với nhau như thế này. Thì khi mà dùng những cái tre đấy để nướng nó cũng là đặc biệt vì món ăn nó sẽ ngon và hấp dẫn, thú vị hơn. Đúng rồi, rất là sáng tạo từ ngày xưa rồi. Mà không biết là chị cũng có phải chờ lâu nữa không nhỉ? Mình nướng có lâu không ạ? Dạ này chắc cỡ mấy phút nữa chị. Mấy phút nữa hả? À, bây giờ trong thời gian mà mình chờ gà chín thì chúng ta sẽ bắt đầu đi chế biến một loại đồ uống cũng không thể đặc biệt hơn, đó chính là rượu cần. Đây chính là chế rượu cần và đây là cái thang để đo rượu. Và khi mà chúng ta sử dụng, trước tiên là sẽ mở cái nắp này ra. Cái nắp này thì người ta được làm từ lá chuối. Ủ trong 3 tháng đúng không? Dạ đúng rồi, trong 3 tháng. Rất là thơm, có cả mùi rượu và mùi men lên rất là thơm. Và cái này chính là cái thang rượu. À, thang rượu này thì có tác dụng như thế nào em? Thì nó được đo khi mà khách quý của trong cái căn nhà đấy họ sử dụng. Là nếu mà chúng ta mời khách quý thì khách quý sẽ phải uống từ cái giọt rượu đầu tiên thì sẽ chạm tới cái chỗ nước này. Tại vì cái nước đầu tiên thì sẽ là cái giọt rượu ngon nhất là chúng ta sẽ mời khách. Đây sẽ là cái cần hút rượu. Và mình sẽ cắm hai bên. Thế chị cắm xong đối diện em đi đúng không? Dạ đúng rồi. Khi mà chúng ta mời khách thì khách sẽ là người uống đầu tiên. Và sau khi khách uống thì khách sẽ rót lại nước cho bên chủ nhà. Đây là thành quả sau một ngày lao động vất vả. Gà của tôi đã chín rồi. Đúng là như Hi nói, khi mà nướng bằng cái cây tre này thì nó sẽ rất là thơm. Gà chắc hơn này, thơm hơn này. Bây giờ chị sẽ mở ra đúng không? Mở cái lạt ra trước nhá. Bây giờ thì đã có thịt gà thì không thể nào thiếu cơm lam được đúng không hả Hi? Chị sẽ ăn thử miếng nhá. Đúng là rất là thơm và gạo rất là dẻo nữa. Tuyệt vời. Mô hình buôn làng buôn green đậm sắc Tây Nguyên ở huyện Châu Đức là ý tưởng táo bạo của những bạn trẻ yêu văn hóa các dân tộc Tây Nguyên với mong muốn mang đến những trải nghiệm quen mà lạ cho du khách tại Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời tạo thêm một sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng đặc sắc trong bức tranh du lịch địa phương. Ý tưởng này không chỉ được chính quyền địa phương hoan nghênh mà người dân du khách đến đây cũng rất thích thú, bởi đây là cơ hội để mọi người cùng trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa Tây Nguyên. Điều đầu tiên đến nơi đây là chị đã rất thích ngay từ khi bước vào cổng. Có một cảm giác rất là gần gũi và thân thiện. Thì như là mình muốn hòa với thiên nhiên ở đây. Khi bước vào là nhìn thấy cừu này. Rồi vào đây nhìn thấy cây cỏ, rồi hồ nước, rồi cái nhất là đặc biệt là cái không gian văn hóa Tây Nguyên ở ngay gần Sài Gòn như thế này. Nếu mà mình đi du lịch chắc mình chưa cần phải lên Tây Nguyên, ở đây mình đã cảm nhận được. À, cô lần này là cô đến lần đầu tiên mà cô thấy ở đây không gian ở đây rất là thoáng mát, đẹp đẽ, phong cảnh hùng tình.
có nước nơi, có suối. Nói chung là mọi thứ, kể cả ẩm thực, kể cả vệ sinh, mọi thứ là rất ok. Đặc trưng rất là Tây Nguyên ở tại Trường Tàu. Đất nước Việt Nam phong cảnh rất đẹp, thiên nhiên đẹp, con người đẹp. Mọi người luôn cởi mở, thân thiện nên tôi rất yêu đất nước Việt Nam. Là điểm du lịch mà tôi muốn thường xuyên được đến. Và tôi rất mong mọi người hãy về du lịch ở Việt Nam để được thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên, đất nước, con người, văn hóa Việt Nam như tôi. Sáng ngâm mình trong làn nước biển trong xanh, thưởng thức những món hải sản tươi ngon, đậm vị. Buổi chiều thì quý vị đến chiêm ngưỡng, trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Tây Nguyên ở Bungarin, huyện Châu Đức. Hãy đến và trải nghiệm quý vị nhé. Đến đây thì câu chuyện văn hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.